Dạ, phát xin chào quý bà con cô bác anh chị đã trả lại với kênh tôi và miền Tây. Dạ, phát xin kính chúc quý bà con cô bác anh chị mình thật nhiều sức khỏe nha. Dạ, hiện thấy đang cùng chiếc tem của bà chưa? Đã muốn thì kịp biết ra hả cả. Dạ, thành phố cũng chính là cũng biết thì đây là bãi biển Cần Giờ. Thì các anh ghe đánh cá thì thường nói thì bây giờ họ về khoảng là 1 giờ khoảng 2 giờ, bây giờ này 3 giờ rồi trễ, còn có vài cái ghe của chú chị. Nhưng mà hôm nay thì thấy cũng rất vui, mà thấy xưa đến Cần Giờ này thì cũng được một số anh em ở đây là biết đến đó. Nhưng anh chạy chiếc ghe bánh cá này là tôi quyết định biết đến đó. Giờ để mình kiếm dưới đây mình chia sẻ với quý bà con cô bác nha, là cái cách bánh cá của anh thì đây thì thường thường thì ở dưới quê mình kêu cái này là 12 có 1 thôi, không có thể đó. Cái ghe này thì nó khác riêng so với cái ghe của mình, cái mũi nó rất là cao. Đây. Cái này là 12 cửa 1 nè, hoa đạch nhiều lắm. Đó, thì bây giờ là hiện giờ là đang thu hoạch cá, đang lên trong nhà bán này. Cái con bò dài dài đó là cái con gì á? Cá gì? Cá lạc rồng. À, cá lạc rồng nữa cô chú anh chị. Đó, đây nè. Rồng chứ không phải rồng. Rồng hả? Cá là rồng. Đó. Đây là cá này cá gì? Cá dẹp dẹp này. Mấy cá này nè cô chú anh chị, cho nên là mình cũng không biết nữa. Ủa cái này nó mình ngâm nước đá hay sao nó lạnh ngắt hả? Trước khi là mình về là mình phải muối nước đá vô ha. Bữa nay chúng ông có lý không? Hả? Cũng được hả? Bữa nay là ngon hả? Trong đây còn cá không? Thì ở dưới này thì mình mới xuống mình cũng biết của chú chị, tại vì bạn khu dựa đi trước á, nó là cá này mình xuống mình không có thể nào mình mua trực tiếp của ghe được, mà phải qua lái rồi mình mới mua của lái được, đúng không anh? Tại vì sợ mình làm đó giờ ta ở ngoài vô đây mình đâu có bán vậy đó hả? Vô là ít nhiều trong khung phải dựa nó ít nhiều gì là hoàn toàn là mình phải giao cho dựa hết, là mình không có trực tiếp mình mua mua bán gì thì mình nên dựa mình sang là mình đặt cái này là kêu bằng 12 của ngục phải không anh? Mình đặt như vậy là một ngày là bao nhiêu cái? 250 cái tùy theo ghe lớn thì đi nhiều. Ghe lớn là đi nhiều là mình chở nhiều đúng không? 250 cái rồi mình đặt là từ lúc mấy giờ tới mấy giờ? Làm biển cũng làm theo nước anh. Làm nước nó xây tới đâu mình làm. Tất nhiên là con nước nó xây tới đâu mình làm tới đó. Mà thường thường đó là mình đặt nước rồng hay là nước lớn? Mình bổ xuôi theo nước. Nước rồng đó hả? Có thí dụ nước nó chảy thí dụ nước lớn thì mình bổ theo nước lớn. Mình phải bổ đổ xuôi theo nước, đặng nó mới thẳng được, mình bổ ngược thì mình... Tất nhiên là mình gãi đây là gãi dài lên cho nước nó đổ nó ép cho cái nò mình nó thẳng ra. Để bữa nay mình về mình bán rồi hết rồi hả? Bữa nay vô trước rồi hả? Bây giờ mình đặt gì có bịch tột gừng gì không? Anh nói sao? Có bịch tột gừng không? Không ít mà nó phải quýnh theo cái lọc nó có mà nó còn lại quýnh mặt cá với tôm. Cái này là mình chỉ quýnh mặt cá với tôm, còn người nào mà đánh bịch tột gừng là đánh theo bịch tột gừng ha. Cô chú chị cá để là con cá này là phải con cá đói không anh? Cá bự nó phải làm cá đầu. Còn con cá, mấy cá nhỏ làm cá đầu. Cá nù, ta nói khô cá đầu là khô. Khô cá đầu là cá này đây. Đó, bên đây mà tụt nè. Đây. Cái này phải mà tụt không? Màu. Mực hả? Cái này là mực hả? Cái này mực này mà con cô bác. Mới lên này nè, ngon lắm này. Này mình đổ ra hết nè. Dạ? Dạ, mai. Vô tôi người miền Tây đó ha. Coi ngoại vậy anh với Tương Dừa, cái hậu quán xong chưa? Hậu quán tới bữa 28 khai trương. Có Tương Dừa. Có dịp nào chạy qua bển chợ, đây qua bển cũng gần mà đâu xa đâu. Ở Long An á, ở Cần Đức á. Ở Cần Đức á. Đức đó lên Bình Chánh gần mà. Cần Đức đó lên Bình Chánh gần. Rồi sao mà mình chạy về đây là mình vô bãi này mình bán không? Tại mình tới nước thì mình xuống đây mình làm hết nước rồi về. Làm ra làm chiều vô đây bán rồi đi trong nước. Mình đây ngày đi đêm thì họ ra họ nhận, còn mình cũng mất ngày. Mấy người đó họ mới vô đúng không? Vậy như 200 mấy chục cái lợp này mình đặt mau không?
Ủa một ta tiếng ngoài à, mình kéo cũng sẽ kéo phải 4-5 tiếng hơn ở trong. 4-5 tiếng. Trời ơi. Là mình thăm á là thăm 4-5 tiếng đó, ha. Mình bỏ ở đây kéo hồi 10 giờ tới giờ mới vô. Chạy ra ngoài chừng tiếng mấy à, tiếng mấy đây cũng làm cũng gần. Bữa nay mình được thăm bao nhiêu cá, mấy chục ký? Nói chung là cá tôm vợ cũng ngày này đâu có nhiều, có gà đêm rồi tới mùa mới nhiều. Vậy ha, đêm mới nhiều ha. Anh nãy giờ tên gì quên đốt, nãy giờ không có hả? Anh để ta để anh quay về lên ai coi biết gì hả? Anh đưa lên về thay ai giờ quan nghe làm chung biết cái gì, nghe làm chung biết mẹ không biết tên anh nào mà mốt có gì xuống anh xin số điện thoại mà mốt xuống đặng có gì đi ra đi với anh, chắc em xin đi ra với anh. Ở đây khách mùa này làm bún ngày không hả? Bún ngày không nhiều, bún ngày ha. Ít cái đó lớn hơn mình ha. Con này dài, con này dài, tích cũng bự á. Cho nên đây thấy không? Chưa, để chút nữa đi dạo đi chợ. Rồi, cảm ơn anh nha. Bây giờ mình sẽ đi lên mình dạo cái khu chợ cá ngỡ hào. Mọi con của bác. Lên à. Cái giữa này nè, chẳng quay còn. Không có giữa, cái đó ha. Rồi, bác con chưa, mình đang quay. Em lên đó bán á, lên chẳng quay. Đặc biệt cái là ở đây là chủ ghe là không bán cho người đến mua lẻ hay có chút gì, chỉ là đem lên lái càng xong rồi mình lái lại. Bây giờ mình lái coi có những mặt hàng nào nha. Đúng rồi tụt nè. Đó. Đừng có thay vui, thay vô. Đi xuống đây anh không đem ốc con cấp tiếp xuống đây. Có, đi nó gác dọc đường thôi. Dọc đường tới đâu đi gác tới đó. Con nó gặp kêu thay vô mà đừng kêu thay vui nha. Thôi vô tất cả. Thôi. Ôi. Bây giờ tấp rồi. Tấp nè. Nó búng đầu không? Búng thét lại đâu vậy? Hết hồn trời. Đây nó búng dữ lắm ha. Ừ. Ui, nó. Đội con nào con nãy chà bá không ạ? Hả ha. Luôn. Còn đốt anh nhiều không? Hả là hả? Có nhiều đúng anh giá đó hả? Mình sẽ đi trong chợ nha bà con cô bác. Đi trong chợ bỏ. Chơi hả? Tùy theo con nước đó ha. Tùy theo nước á, cũng như mỗi một giờ cách tiếng. Cách một tiếng. Một tiếng. Một ngày cách một tiếng hay là một? Một ngày cách tiếng. Một ngày cách một tiếng. Ngày cách tiếng. Bữa nay vậy là ngày mai sớm hơn ngày sẽ nữa. Hôm nay là nó đổi lại mà động nước là đi sớm. Sớm nè. Sớm sáng 9 giờ. Khô cá này cá gì chị? Con cá này là con cá nhát ha. Còn con này là con tôm. Tôm sắt. Còn con này là con cá kèo. Kèo. Con này cá kèo đỏ. Dạ. Ngon luôn. Ngon, cá kèo đỏ ngon ha. Dạ. Chút về xã. Chưa. Ở đây tới 2 ngày lắm. Bữa nay 3 ngày. Đi là hôm qua rồi. Ở đây một đêm rồi. Rồi bữa nay ở một đêm nữa. Chắc có lẽ là ngày mai sáng đi. Tối về Sài Gòn. Tối nay vô Cần Thơ hả? Tối nay chủ căn nhà đó là thằng Gia đó. Rồi cái sáng mai nó về Nhật Giang.
Cảm ơn anh á. Bây giờ mình đi không chợ với các bạn chở vậy anh? Để không 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 đây đúng là một hải sản của mình, tức là mình chốt cho nên là mình không dám không có chỉ là anh bỏ không có số để là tiếp của mình biết ngon hôm qua không? Ngon hơn chứ. Theo cái chỉ tiêu của anh là ngon không có phải không? Ngon hơn. Đó không? Này còn cũng không biết nữa. Chú mua cua đã hả? Chú mua cua đi. Cái con này chú mua về chú. Con cá hả? Con này là con cấm chứ không phải con cua. Ở bên đúng là con cua đá. Con cua đá đó là gì vậy? Con tàu á là con cua đá. Nó kẹp không? Kẹp chứ. Kẹp hả? Sao nãy giờ mình cầm nó không kẹp mình? Con cúng nha bà con cua bác. Ờ đã ha. Chú bắt cua đó luôn hả? Anh thấy cái mùi một cua rừng nữa đó. Còn mấy con kìa. Phải cái mặt mày á. Cũng gặp mày đó. Phải cái mặt mày á. Mặt tao tao bán cái vốn còn mày mà mày là tao bán cái vốn đi lại cắt cổ. Rồi hả? Hả? Đi về ăn được rồi đó. Hôm nay thấy cái tiệm của mình, cái cô chú tiệm thì thấy cũng chia sẻ những cái bên ngoài của bà con đồ đi đánh bắt đồ, còn thì với bản thân mình sẽ cùng với dê sẽ mua những cái món để đến cái chỗ cái khu nhà ở của bà con nào đó. Rồi bạn ấy với bạn thì sẽ chế biến cái càng nha. Thì cũng có thấy là có một số anh em đang lựa con mà lúc mới vô thì bà con ở đây họ nói là con hào đó, mà mình không biết cái hào này là hào nuôi hay là hào thiên nhiên. Cô chú anh chị, đây là con hào. Bây giờ mình cũng chưa có ăn con hào này nữa cô chú chị, mà bây giờ là mình không ăn luôn á. Lý do là mình bị cho nên là mình không chỉ sớm đụng tới con chào chú. Đàn con này hào hả chú? Dạ, hào này hào mình nuôi hay là hào nuôi rửa xe? Hào mình nuôi rửa xe luôn hả? Dạ, rất nhiều quá. Một bao này có thẳng bao nhiêu ký chú? Đây là 60 ký. Một bao này là 60 ký. Lâu tại vì ăn cua khách mình dặn lấy là 50, hay là 60, hay là 70, bao nhiêu ta gì đấy. Dạ, nó nặng hơn con lúa này hả? Nặng hơn bao lúa trên con hết. Dạ. Mà bao lúa nó dễ dắt hơn bao này chú không? Bao này nó cắn dài dạ. 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 Dạ
tùy theo loại, tùy theo loại. Còn nếu như loại này là 37 ngàn một ký, trở lên 37-40, 37-40 ngàn một ký nha. Cái này là chú làm cho chú hay là chú làm cho bộ thế? Làm thế, làm gì đi? Cho lãi nha. Ờ, lãi luôn. Cá giỏi vô luôn, ít luôn. Phải có bà nhỏ mới ăn hào. Sao là không có công dụng gì mà phải có bà nhỏ mới ăn hào? Trung sức. Vậy đó hả? Ừ. Nó hay cái vậy đó hả? Ừ. Trời ơi. Mày ăn không? Đúng rồi, già lớn quá anh thấy là chứ. Anh mà. Để cho tụi trẻ rồi nó không nguyên. Không. Này là không có ăn hào á. Không có ăn hào. Chú nó nhảy nhiêu tuổi rồi mà dạ? Mới sáu mấy hả? Mới sáu mấy mà dài vậy? Ta 70 nó còn lụm ra gai mà. Thời sáu mấy này mình làm vài con hào vô là mình lên liền chứ gì á. Đúng đó. Dạ, rồi thôi con cảm ơn chú ha. Dạ, chào và hẹn gặp lại quý bà con cô bác mình vào một video tiếp theo nha. Dạ, xin chào.